còn hại đến núi Thẩm Mặt Trời, tạt nước bẩn, ném rác rưởi hôi thối nhất vào chiếc cổng giữa đỉnh núi. Làm như vậy sẽ khiến tiên khí của thần mặt trời bị dấy bẩn, tức khắc hắn sẽ trở về thôi. Khi đó không còn ai bảo vệ cho Mason nữa, còn hãy tranh thủ trừ khử hoàng tử ngay. Không được rồi, ta phải trở về núi cổng trời xem chuyện gì đang xảy ra. Con sẽ cùng đến núi cổng trời để giúp người. Không, con còn có sứ mệnh riêng của mình. Những gì cần dạy ta đã dạy xong, thầy trò ta coi như tạm biệt ở đây. Con đường phía trước phải do con tiếp tục khám phá. Có phá giải được lời nguyền hay không phụ thuộc ở bản lĩnh của con. Ta là thần tiên, không thể can thiệp quá sâu vào đời sống con người, như vậy là trái với luật trời. Ta tặng con một báu vật là đàn hạt thần, có thể tấu ra 3 giai điệu khác nhau tùy theo tâm trạng của người đàn. Đó là giai điệu vui tươi khiến muôn loài ca hát yêu đời, là giai điệu chua xót khiến người khác phải rơi lệ, và cuối cùng là giai điệu dịu êm khiến ai nghe đều chìm sâu vào giấc ngủ. Con hãy siêng năng tập luyện để phát huy công dụng của đàn thần, sau này ắt có dịp dùng đến. Cảm ơn thần mặt trời, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Còn lưu ý, người nhanh nhẹn lại giỏi võ nghệ, hãy tiếp tục đồng hành và bảo vệ cho hoàng tử trong hành trình phía trước. Ta phải đi rồi, tạm biệt.